vừa tròn 16. Cái gì vậy trời? Xin lỗi đi, ủa em ơi, ủa hôm nay là ủa em mình tham gia hội đá cá hả? Đá cá cái gì? Mấy con cá bảy màu, cá li thia đồ sao mà em thừa lượng. Em ơi, đường vén cao quá, người ta thấy lông tài. Dám ghê gì đó, thì người ta là người ta ít tài thì người ta ít lông, còn tôi nhiều tài tôi nhiều lông. Nhiều tài nhiều tật. Nói về sao? Nhiều tài nhiều tài nhiều tài. Sáng giờ buôn bán hay sao rồi? Thế đó. Làm đi. Cái gì vậy? Thôi. Uống có màu của cái tướng này chút xíu nó sóc dầm bây giờ. Sóc dầm rồi nghỉ 1 tháng trời ở nhà. Vì em sợ sóc dầm em phải le. Trời đất ơi, hôm bữa hả, thúi cái khóe móng chân một chút xíu mà nghỉ cả năm trời rồi đó. Ủa gì? Ôi anh thô bỉ quá cơ. Trời đất ơi, ướt cộng lông tài, ướt cái mớ lông tài thôi. Anh vậy không, nó giận anh, giận anh ghê. Ủa gì đó mà giận trời? Sáng giờ có làm gì đâu mà giận, mới đi về tự nhiên giận à. Cái nước này nó không có ngon gì cả. Nước lã mà. Tại sao nó có cái vị gì như cái vị trà? Nước trà. Nước trà mà chát. Ha nè, có nước này mới nè, uống thử. Nước được không? Dư vị cuộc sống không? Rồi, rồi, vô, vô, được. Vô, chăm thêm. Chưa cảm nhận được không? Rồi, cảm nhận đi. Ủa em muốn gì say? Là rượu phải. Nước lã cha ơi, nước lã cha ơi, nước lã. Quá điệu hạnh đi, uống nước lã mà thử uống tiên dược chứ vậy em. Mình uống à, bỏ xuống. Anh ơi, nước này sảng khoái quá. Có kỳ với em? Hả? Anh không còn thương tôi nữa. Anh không còn chiều chuộng tôi như những ngày đâu. Dẹp cái mỏ lại. Vì sao không thương biết không? Ngày xưa cũng như một con người bình thường, còn bây giờ á là giống như một người mà tứ chi là tất cả mọi thứ của người khác vậy đó. Nó lạ lắm. Người ta càng ngày càng tiến bộ càng đẹp, còn em á càng ngày càng tiến quá thành con quái vật nữa. Vừa phải thôi nha, anh không được xúc phạm tôi như vậy. Tôi đang tức giận đó. Em nói một chút xíu nữa anh lấy xe ô lô anh xúc em liền luôn. Trời đất ơi, ở đâu ra cũng con người như người ta đàng hoàng mà điệu hạnh quá trời, điệu hạnh đụng chứ. Ây da, đau quá. Mà có gì đâu, không hiểu chưa? Mà cái kia là hồi bữa hả bị xước tay từ ở nhà đi cùng cái sớm mà mới ấy da, đi về tới nhà cái mà đụng vô người mình nó lục luôn rồi mà mình chưa đau, đúng chưa? Đúng không? Không nói gì đụng được hết. Anh xúc phạm tôi. Em nín đi. Anh đánh vào người tôi. Anh bạo hành tôi. Anh chém đứt cái cần cổ tôi rồi. Tôi cướp lấy tài đây. Nè tôi thề nè, bây giờ nè, để cái quạt nó đè cho mấy người tí chết. Ở nhà cháu bà này em chết đi. Điên khùng gì đâu. Điệu gì điệu dữ cho biết. Khổ quá. Anh ơi, anh đè cái quạt lên người em. Anh hai, anh hai. Em gái sao vậy? Cứu em. Em bị cái quạt đè lên cơ. Lấy ra chớm em rồi. Nó đào cái đùi em quá. Anh hai. Thôi được rồi. Anh treo em. Anh đâu treo em đâu. Một mình ông chồng em treo em thôi là đủ rồi. Anh còn lấy cái quạt, anh ấn ngược vào trong cái lồng ngực em. Anh hai, em khổ quá anh hai. Em sao? Em sao? Em tâm sự gì này? Em khổ quá. Em sao? Em nói đi. Chồng em nó đối xử tàn nhẫn với em, nó không còn thương em như những người xưa nữa. Nó đánh em hả? Ba nó không cho nhiều, cho ác nữa. Cho gì nè, kể đi. Anh đã xử nó. Cái tay em. Tay không? Tay không? Thôi, nó làm sao đây? Anh nghe vào tôi đau quá. Thế nó làm sao? Em kể đi này. Anh đánh em. À? Anh dùng cái chỗ này của em, anh đập vào chiếc xe hũ lô, đập tới cái bánh xe hũ lô nát ra làm đôi luôn. Sao tay em khỏe thế? Hết. Em không biết, anh đập bằng cách nào em không biết, chưa hết đâu. Thấy chưa? Chỗ này nó đập vào đâu? Anh xô em từ tầng 18 xuống đất. Ủa mà em không chết hả? Em khỏe vậy? Anh muốn em chết lắm sao? Anh hai, anh sao vậy? Ủa anh còn cười hả? Anh cười cho em vui á, nãy giờ em khóc quá. Ôi trời đất ơi anh ơi, trống trong cái nhà này em chịu áp bức bóc lột đủ lắm. Chồng em á nha, làm tất cả mọi thứ trên đời này, ngày xưa yêu em hả, có thể chở em đi mấy chục cây số không than phiền. Bây giờ như việc mới vừa rồi nè, rót cho em có một ly nước thôi, ấy vậy mà rót mà văng mâm sáng chén đổ xuống đất, đổ đây đặt cái ly xuống bàn, còn lấy cái ly đặt đầu em nữa. Thì nó vài sửa đâu. Anh xử giúp em, anh phải làm chủ cho em. Được anh, nhưng mà trong trường hợp mà chồng em đánh em như vậy thì em phải làm sao? Em đánh lại. Em mạnh mà, trời ơi em một mình em rơi tầng 18 xuống mà em vẫn khỏe, em mạnh mà. Không, nhưng mà em liều yếu đào tơ làm sao em biết đánh lộn. Bây giờ chị em già thế, em đánh làm sao? Mày chết mày chưa? Mày chết mày chưa? Đúng rồi, mạnh lên, mạnh nữa vào. Mày chưa? Mày chết mày. Mạnh vào, mạnh nó thẳng á, mạnh tí đó là đấm phụ vào ngực nó cho anh. Đánh thẳng. Đúng rồi, anh. Vậy hả? Đúng rồi, mạnh đó. Thế mà thử nha, thử thôi nha. Thế thôi, thử lại thôi, không thử nữa nha. Là phải đánh. Đúng rồi. Đánh xong rồi mình có làm gì khác? Ủa, nay mới qua chơi hả? Cúi dâu về á? Ủa? Sao cái quạt nằm đây? Anh hai để đó. Anh ơi, ai lại nhét cái quạt vào trong cái nơ nữa rồi. Anh hai ơi, bây giờ em phải làm sao? Em khó thở. Tí nó qua lại thì anh lại để lại cho. Ủa, sao mà anh kia mơ cũng đó? Anh bạn em Quỳnh mà. Nhưng mà nó ra là quán đó hả? Đúng rồi. Mà anh phải đứng sau em nha. Ok. Anh đứng sau bảo kêu cho em nha. Được. Tôi nó mới để lên em đau khắp cả cái vùng ngực em. Cho em hỏi, giờ này công việc làm ăn của anh sao? Công việc hả? Chán lắm em. Ủa nghe đồn anh mới được cái giải gì của bên TikTok mà chán vậy trời? Ồ vui thôi nhưng mà không tiền. Nói nhỏ thôi. Trời ơi không làm có tiền. Làm vui thôi, tao vui thôi hả? Nói gì chứ không có tiền thôi em cho. Cái gì chứ tiền bạc đó em nhiêu đâu mà. Thường là mấy trò đó nha. Trời ơi nhà này tôi không có cho ai đâu đó. Riêng có một mình anh thôi đó. Chồng tôi cũng cho nữa đó. Nè, 1,9 triệu. 1,9 triệu. 2 triệu. Ê nhưng mà em làm gì em nhiều tiền đấy. Anh cho em đi làm với. Trời ơi em nữ đại gia bất động sản chuyên kinh doanh tất cả các loại đất đai, đất nào em cũng kinh doanh hết. Đất mặt tiền đường, đất trong nhà, trong hẻm hay đất quan tài. Chứ sao cái bình này nó hư quá rồi. Ủa, tiền của em ấy. Sao nữa? Ngồi xuống. Tại sao này để đây? Hả? Ủa, anh tiền. Anh hai ơi, em khó thở. Ủa sao nó lấy tiền của anh? Ủa sao nó lấy tiền đi mà anh tỉnh mơ vậy? Ủa, anh không hiểu luôn đó, anh đang bị láp em. Đúng ra là anh phải hướng dẫn em cái cách để em quýnh lại chứ. Anh hướng dẫn em từ lúc nãy rồi. Nhưng mà từ lúc mà anh phải nhắc em mới nhớ, em sợ lắm, em sợ lắm. Anh phải nhắc hả? Nhắc mới nhớ, em sợ lắm. Tí nó quay về anh nhắc nha. Nó về hả? Nó về. Nó cũng lấy tiền của anh không ngán nó đâu. Trời ơi. Em đưa thêm 2 triệu nữa coi, cái bình chữa cháy nó bị hư quá rồi, mua mới luôn. Đây. Tiền ủa tiền em đâu ạ? Hai triệu rồi này. Anh hai chứ em út gì. Ủa thôi. Giờ sao? Đưa thêm tiền. Tiền 2 triệu đâu? Tiền đưa để đếm đưa thêm. Đi sửa cái bình chữa cháy rồi bây giờ đưa thêm 2 triệu nữa để mua bình chữa cháy mới. Em mới bị vướng vào mông em. Bớt nha, em gái tên bớt nha. Em gái nào? Tại sao? Đúng rồi. Tại sao? Đúng rồi Căng. Mày kiếm chuyện không? Mày kiếm chuyện không? Được không? Hả? Giờ sao? Kiếm chị đúng không? Hả? Mày sao? Mày kiếm chị. Thôi kèm lắm. Nó đi viện là có câu chuyện đó. Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra trong nhà này vậy? Đúng không anh hai? Đúng. Quýnh chị đúng chưa? Đúng rồi. Ủa anh hai nào mà nghe ngọn sớt vậy? Ê, nhớ lại một điều nha. Anh hai chồng chứ không phải anh hai vợ. Đừng có cậu dám cắn gà nhà. Nhưng mà nó cho tôi tiền. Nó cho tiền. Đúng rồi, không có thằng này ngày xưa nè, làm gì có tiền cho anh xài. Trời đất ơi, cờ bạc gái gú rồi hả, thiếu một cục nợ. Ba má về nghe một cái hả, trợn trắng đi luôn lên bàn thờ một lượt hai người. Hay quá trời. Rồi xong anh năn nỉ vì lại tôi. Em ơi, bây giờ em ở nhà này một mình, em có nhan sắc nhất. Em ráng em chịu lấy con quỷ này đi. Rồi hả nó cấn tiền cho, rồi nó trả nợ giùm anh. Ủa, tôi hy sinh vì nghĩa mà. Tôi vì gia đình tôi mới lấy mà. Chứ thật sự tôi đâu có muốn lấy nhỏ này. Ủa, sao ngày xưa anh nói anh yêu tôi, anh hứa bên tôi mãi mãi trọn đời mà. Dạ thưa, lúc mà tôi nói tôi yêu cô á, là ông anh hai tôi đứng đằng sau dắt chỉ tôi nè. Trời đất ơi. Còn nè. Sao? Bà im đi, để tôi nói chuyện với anh hai thôi, tránh ra. Đồ con ngoại tộc ngoại là bớt điệu giùm con cá. Hay như con trâu. Hôm bữa tôi mới thấy nha, đi ngang con trâu nhìn vào một cái bà nhìn nó không tránh được bà bẻ sừng nó luôn. Bà khỏi luôn ha. Bà tưởng nó yếu đuối hả? Xin lỗi, người ta rơi từ tầng 18 xuống mà không sao. Tầng 18 gì mà tầng 18 rồi sao? Nó nói anh bây giờ nó bị đánh sưng hả? Đúng rồi. Dạ thưa, cái này nè là nó ký đầu tôi mà ký hụt đó. Thế à? Hôm bữa nó ký là tôi ngồi đây. Ê mày đứng đây. Cớp. Nó ký cái bàn nó bị dính đó. Ôi còn bé này. Còn muốn coi thương tích thật sự không? Có đâu. Dạ đây. Tôi có đóng khung sẵn. Tôi sợ nó bị loang. Trời đất ơi. Bé này nó thụi tôi cỡ đó. Con này là không phải con người đâu. Đúng rồi, con này cái này là sát hội công viên. Sáng nó khác, sáng cái nó vậy nè. Nó đều. Đó, thấy không? Ra có gì ăn xa chưa? Tới trưa cái đó là mẹ người ta. Bay đâu, dân dạ. Dân vô đầu bà chứ nhân. Rồi tới chiều nữa, tới chiều mới lòi cái bản tính thiệt của nó ra. Mày vô nhà mày ngủ chưa? Thằng khốn nạn. Thấy chưa rồi sao? Rồi binh nó đi nè, binh nó đi, nó cho tiền nó binh đi. Không, thôi, nghỉ trời chơi, nghỉ chơi. Cỡ này lấy cái gì? Ly hôn đi. Trời ơi bà. Ủa, hay vậy? Được, ký giấy liền. Cái giấy tôi chuẩn bị đâu rồi? Tôi mới nghe hai cái từ gì nghe nó lạ lẫm lắm nè. Ly dị. Wow. Ly thân nha. Không muốn sống với cô nữa. Một cô gái mà có quá nhiều lông chân trên người. Đây là lông tài. Không có tài nào mà mọc ở dưới chân hết đó, là tài lanh, tài lẹt đó. Còn chưa kể, trời ơi con gái. Anh lại nhìn kỹ cái hàm của nó đi. Con gái có râu mà mọc từng cụm. Cái bữa đó, anh có nhớ không? Cái bữa đó mà anh với vừa cạo râu đó mà sáng nó quên cạo râu, nó còn dày hơn râu ông nữa. Trời đất ơi, mà sao mà đúng chỉ vậy liền. Đây đưa giấy đó cho anh hai trước. Anh hai đọc trước, anh hai suối em ly dị. Anh hai đọc trước cái giấy đó. Anh giải quyết được tấm giấy đó rồi mình tính chuyện tiếp anh hai. Giấy cam kết trả nợ. Ủa, sau đó cưới tôi về cứng nợ, hết nợ rồi. Bây giờ đâu mà còn 200 triệu đây nữa vậy trời. Lãi suất 5%. Ê, mẹ anh đọc nha. Thôi khỏi thảo mai đi, biết hết rồi. Ăn cái đồ cha người ta ăn thuốc hay gì vậy hả? Trời đất ơi, lãi suất 5%. Cái này á làm ơn làm phước. Ở trong gia đình thì mượn 200 triệu ghi chừng nào anh có anh trả, còn không thì thôi. Không có gì đâu mà cái vấn đề đó. Đúng rồi. Dạ thưa cha, cha có ngu có mục cũng vừa vừa phải phải. Nguyễn Văn Lựu Đạn. Nguyễn Văn Lựu Đạn là ai? Là ai? Là cái thằng chủ nợ tôi, phải đi ra tôi lãnh nợ giùm trả cho cha này. Anh em mấy người hay lắm. Một người á thì tối ngày không biết làm gì trơn, ăn không ngồi rồi đi nhõng trong phòng. Tôi biết làm nha. Làm gì? Một người công dân tốt đi không phá làng phá sớm. Còn một đứa tối ngày sáng sớm thì bồng con gà đi đá, trưa thì nhảy vô sòng lắc bầu cua, chiều thì nhào vô sòng nhậu. Ủa cuộc đời anh sống tứ đổ tường không vậy? Đúng rồi đó. Rồi bây giờ hả, sống làm sao cấm thằng em đi trả nợ, mà giống như đi bán thân vậy đó. Cưới vợ mà không ở nhà cha nhà mẹ mà qua nhà vợ ở. Trời đất ơi, anh đang giải thích cho tôi tại sao anh kêu hai vợ chồng tôi ly dị. Nói vì bà bạo lực quá. Em làm cái gì? Kìa, tím người nữa rồi kìa. Vì cái nét đó mà muốn ly dị. Cái nét người không ra người, ngợm không ra ngợm. Thân hình đó là phụ huynh học sinh, là trâu nước mà tưởng mình thỏ ngọc không. Đó, thấy chưa? Hiện nguyên hình rồi đó, con giáp thứ mấy đây? Tôi biết kiến à. Mà tôi biết đây người đâu còn yêu thương gì tôi nữa. Ban đầu không yêu, đến giờ cũng không yêu. Cái ngày đầu tiên cưới tôi mấy người nói gì mấy người đâu có nhớ. Em ráng lo cho gia đình anh nha. Tôi ráng, tôi cài đầu tắt mặt tối. Rồi bây giờ đó mấy người có công ăn chuyện làm, tôi mở cái quán này lên rộng rãi cho mấy người làm chủ. Chứ anh mấy người có tiền người đánh bài đánh bạc nó gà tối ngày. Bây giờ hai anh em mấy người lật mặt với tôi. Thôi em ơi, bây giờ cái đó thật sự á, nói nè, nói trước nói sau nói phải nói trái á thì chung quy tại em ngu thôi. Anh thấy là bây giờ mình không ở với nhau được nữa. Bây giờ anh hai anh thiếu nợ đúng không? Coi như thôi bây giờ em ở với anh hai anh đi. Không được, anh bạo lực vậy không được. Người anh gầy gò bộ biếu là đấm một cái. Coi như chào, coi như cha đi rồi phụng dưỡng. Cỡ này mệt mỏi quá rồi. Ở với nhau bao nhiêu năm trời nay không có một đứa con nữa. Kêu nuôi con chết hơi nó hôi lông nó nuôi mẹ hôi nó phá lắm. Chịu đẻ đi, hôi hư phọt đúng gì không? Cái phọt này không hư đâu, không đẻ được luôn. Người ta nói hả, cây độc không trái, gái độc không con là cô đó. Ai dám xúc phạm tôi? Tôi không xúc phạm. Đúng cái mà. Đó là tôi nói thẳng nói thật. Đúng mà, đúng không? Hai anh em mới ngồi được rồi. Muốn ly dị chứ gì. Rồi ký giấy. Đúng rồi, ký giấy cho tôi. Lấy em viết liền. Siêu âm phụ khoa 3 chiều. Ủa? Ủa nó có 3 chiều luôn hả? Còn ai? Còn ai nữa? Không lẽ con trên trời rớt xuống? Ai biết được. Rủi hả cô đi hả, cô thấy một cái dấu chân, cô ướm vào đó rồi cô về cô mang thai làm sao? Cô vừa rồi chắc. Trời đất ơi, chị cũng nói được với chồng chứ con chán ghê á. Tại tao vẫn còn thương chứ bộ. Tự nhiên cái nghe lời người ngoài, người này người kia nói suối ly dị, cái nào ly dị rồi đó giờ có muốn ly dị đâu. Hồi đó giờ không dám nói. Mà bây giờ anh hai anh mở lời rồi tôi nói luôn, hiểu không? Ủa, tự nhiên cái nghe lời không anh hai, tự nhiên anh hai nhà vô đây phá đạc phá sớm. Ủa anh hai người ta hả, là ruột thịt ruột rà người ta phải nghe chứ. Ruột rà tự nhiên nó bán em mình. Mà chưa chắc nha, cái này cũng chưa chắc rồi nha, chưa chắc là của nó đâu. Làm sao vụ gì? Chừng nào mới chắc cha? Cái này là lấy hình của ai nó cho bà sao? Đúng rồi, trả lời anh hai đi. Chứng minh đi. Ủa, cái này là có chữ ký bác sĩ nè. Trời ơi, cái này cũng không, cái này nhờ bạn ký được đúng không? Đúng. Để này lanh lắm. Bây giờ sao chứng minh đi. Tôi móc con ra để anh bàn coi. Thôi được rồi. Chưa bụng mấy người chưa? Chưa thấy gì nữa. Nó chả thấy gì cả luôn. Ôi, tức quá. Chứng minh không được đúng không? Đúng. Chứng tỏ có vấn đề. Đúng. Vậy là hả, lừa gạt anh em mình. Vậy là phải bồi thường. Bồi thường cho anh em tôi cái vấn đề lừa gạt đó. Bồi thường. Đúng. Nó giữ vậy phải chơi lại nó. Muốn bồi thường cái gì? Ừ. Tính sòng phẳng một lần nha. Cái tiền hồi nãy của anh 200 triệu tôi lãnh nợ, chừng nào anh trả? Bữa đó là tiền bồi thường chưa đủ. Bữa nó có đi trả. Chừng nào có thì chừng nào có thì trả. Tại sao hỏi như vậy? Ví dụ chừng nào có, người ta nói được chừng có thì người ta đâu có mượn tiền em. Vậy thì chừng nào có đi mình tính cái chuyện ly dị. Còn không có vẫn phải ở trong cái nhà này. Dạ. Dạ. Em chào anh. À, gọi cho thằng chồng nữa đúng không? Anh khỏe? Rồi, có con rồi đó, có con để chúc mừng đi. Dạ. Từ cái ngày mà em bên anh về tới giờ đó, thấy chưa? Em hạnh phúc lắm. Thấy chưa? Dạ. Con có thằng nào? Dạ. Thôi đây, sẵn đây có chồng em. Anh với chồng em nói chuyện. Không có nói chuyện với tình địch. Không nghe thì anh nghe cho nha. Nghe đi. Alo. Nghe đi đó, bác sĩ đó nói chuyện đó, người ta nói cho nghe. Thế hả? Có thiệt hả? Trời, đã giấu. À, rồi tôi cảm ơn nha. Là thiệt. Thiệt cái gì? Rồi, xin lỗi đi. Xin lỗi như vậy mà. Vẫn điệu. Bây giờ anh hay nghĩ có phải không? Bây giờ người nhịn nhăn chút đúng không? Chứ nó cứ làm vậy hoài, không biết sao sống yên ổn. Xin lỗi 5 câu đi. Bé này. Xin lỗi chồng. Chưa chân thành. Em xin lỗi chồng. Mai mốt em hỏng cái đẹp. Me too. Ừ, vậy giờ được rồi. Tạm được rồi. Thôi bây giờ mình giải quyết vấn đề nhá. Dạ. Nãy giờ tao nói đùa thôi à? Ly hôn gì chứ mày? Đùa, anh nói đùa. Nãy giờ gia đình người ta để ta tán luôn rồi em. Để chúng mày làm hòa với nhau thôi. Ly hôn gì cái quán như này mà ly hôn ai bán? Ly hôn ký đi em. Hơn là chưa ký cái ly hôn mất tiêu rồi. Hồi nãy giờ anh hai túi chồng tôi đánh lên tôi gần chết. Rồi mém hai chỉ con vợ tôi lên gối tôi nữa. Rồi bây giờ anh hai nói là hai đứa tôi đùa là đùa sao? Mời anh bước qua anh đây, giờ anh không còn là phe chiến tuyến với chồng tôi nữa. Mời anh ra anh đó. Tao muốn tốt cho chúng mày, tao mới bảo chúng mày vậy đó. Để chúng mày là giảm hòa với nhau, hiểu không? Chứ bây giờ cái quán như này chúng mày ly hôn ai bán? Tao không bán được. Tao đâu. Cái quán này mà là vợ chồng tôi ly hôn là anh bán chứ. Anh bán cái quán này anh đã chơi đến vài tiếng. Thôi nãy giờ giỡn nhiêu đã đủ rồi. Nãy nói gần nói xa hôm qua nói thiệt. Anh hai nên sẵn là vợ chồng em nãy giờ cũng bày ra cái màn kịch này để gọi là cãi giả nhau, để nói chuyện. Thế rồi cuối cùng là ai trêu đùa ai? Trêu qua và trêu lại. Cuối cùng mới chúng ta trêu qua trêu lại để làm gì? Để chúng ta nói thật, nói thẳng với nhau để rút kinh nghiệm năm nay, để vợ chồng hòa thuận nè, anh em sum vầy với nhau. Chứ mà lúc nào cũng đi đánh bài đánh bạc, tụi con vợ thì lúc nào cũng ở ngoài đường mà điệu gì đâu có được. Thôi rồi tôi biết rồi. Sẵn cái vụ này luôn tôi cũng biết là tôi điệu quá, tôi bớt điệu rồi được chưa? Còn anh hai nữa, hôm nay hai vợ chồng em làm ra cái chuyện này là để nói cho anh biết mai mốt đừng có cờ bạc, đừng có đá gà, đừng có nhậu nhẹt nữa. Còn mày cũng bớt mà đánh chồng đi nha. Thì dĩ nhiên rồi. Chồng em chưa? Phải biết chơi gái được. Hả? Cái gì vậy? Phải biết chơi với bạn gái chứ đừng có chơi với những thằng con trai hoài. Để mình kiếm vợ chứ. Tía má bàn thờ nhìn xuống cũng phải nhăn răng cười chứ. Trời đất ơi, vậy được chưa? Tía má bàn thờ giờ mà nhìn xuống nhăn răng cười là tía má thành quỷ à. Nhăn cười răng. Tía nói như vậy đó. Cứ vậy hoài rồi. Thôi bây giờ như vậy được chưa? Rồi ok. Bài bàn nó nhậu coi. Hả? Lẹ lên. Ủa? Lẹ. Chứ vậy? Bây giờ gia đình sum họp rồi thì nhậu chứ giờ sao? Đi ăn cơm đi vô đi. Ăn cơm cái gì? Đây đến. Có gì không? Tôi phụ nha. Anh ngồi đi. Anh ngồi đây đi. Ngồi đấy rồi. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với Thực Khách Bá Đạo, Ứng Tác Hát Não. Hả? Cảm nhận của em khi đến với chương trình này. Đây là lần đầu tiên em được tham gia cái chương trình này thì ban đầu cũng khá là áp lực một chút bởi vì là chưa bao giờ mà được diễn chung với các anh cả. Thì trong cái quá trình em diễn thì em cũng đã cố gắng hết sức để mà xử lý những cái tình huống. Tuy nhiên thì em thấy còn khá là lúng túng nhưng mà cũng được hai anh giúp đỡ rất là nhiều. Không, nhưng thật sự là trong lúc diễn á, anh thấy em không lúng túng đâu. Anh thấy em khá dễ dãi đó. Đưa ra gì cũng chấp nhận. Hơi a du một chút ạ. À, là ngoài đời có dễ dãi gì không ạ? Tính cách trong việc trang cái tiểu phẩm này vậy thôi ạ. Chỉ vậy thôi, còn ngoài đời thì mình sao? Không ai xung quanh làm đâu ạ. Hơi thôi. Hơi cũng là đã đuổi chết rồi phải không? Ngoài đời thì em có hay đi gặp bạn bè hay là đi gọi là đi chơi bời với bạn không? Em không ạ. Nhà em chỉ nuôi gà ăn thịt thôi, em không chơi nữa. Thịt gà. Dạ. Đó, nhưng mà thí dụ mà đặt trường hợp em là một người anh như vậy á, thì ở ngoài em có giải quyết như vậy không, hay là mình có cách giải quyết nào khác, và cảm nhận của em về cái tiểu phẩm như thế này? Nếu như mà là em trong trường hợp thật thì em cũng giảm hòa theo cách hòa bình thôi à, chứ không có chứ không ly dị. Không, mới vô là đầu ta đây xuống ly dị, mới vô là đầu xuống ly dị vậy là ác rồi, ác từ tâm ấy là ở ngoài không làm ác được, cho nên vô đây là mình làm ác, mượn những tác phẩm nghệ thuật để đưa cái tâm địa của mình vào, đúng không? Không, anh đừng có nghĩ vậy. Và thật sự là lần nữa cảm ơn Khải Cà Khịa đã nhận lời đến với chương trình Thực Khách Bá Đạo, ứng tác khắc não của Dương Vàng và Hải Triều, cũng như là của MCV Media. Chúc cho Khải Cà Khịa nè, năm mới sẽ có nhiều thành tựu mới nè, sẽ có nhiều ý tưởng mới hơn, sẽ có nói chung là tất cả các mới và dạng sự như ý phát tài. Ok. Một lần nữa em cảm ơn hai anh và cảm ơn khán giả. Và rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem chương trình Thực Khách Bá Đạo, ứng tác khắc não. Chương trình được phát sóng vào tối thứ 6 20 giờ hàng tuần trên hệ thống MyClip, mạng xã hội video nơi chia sẻ và đăng tải những video clip đặc sắc hấp dẫn mỗi ngày. Và đồng thời cũng phát trên YouTube của MCV Media cũng vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần. Hải Triều, Dương Thanh Vàng cùng Khải Cà Khịa xin chào và hẹn gặp lại.